Kính thưa quý vị, khủng hoảng trong khu vực đồng euro thúc đẩy tinh thần ly khai. Tuy ở cách xa Scotland một chặng đường khá dài, nhưng sự vui mừng đã được nhìn thấy trên các đường phố ở Catalonia ở Tây Ban Nha về một thỏa thuận đạt được tại Anh Quốc. Chính phủ Anh đã đồng ý về một cuộc trưng cầu dân ý về quyền độc lập của Scotland vào năm 2014. Một người Catalan ở Barcelona nói rằng Scotland và Catalonia có rất nhiều điểm chung về vấn đề này. Mặc dù chỉ có 30% dân số sẽ hỗ trợ cho yêu cầu độc lập, nhưng tỷ lệ này cũng đã đủ được chú ý đến. Các nhà lãnh đạo Catalonia đã kêu gọi cho một cuộc trưng cầu dân ý tương tự, trong khi hơn một nửa cư dân của khu vực muốn có một nhà nước độc lập. Cuộc bầu cử khu vực sẽ diễn ra vào tháng 11 và chính phủ cũng như các nhà đầu tư đang lo lắng. Với Barcelona là thủ đô, Catalonia là một khu vực tương đối giàu có, nhưng khu vực này cũng đang gặp khó khăn tài chính công và đang tìm kiếm một gói cứu trợ từ Madrid. Các phân tích gia cho rằng, việc đòi độc lập là một phản ứng dữ dội, không thể tránh khỏi trong thời kỳ khó khăn kinh tế. Đây là một phản ứng đối với các biện pháp khắc khổ và thất nghiệp và một cảm giác chung rằng bất cứ điều gì cũng đều tốt hơn những gì họ đang phải chịu đựng hiện nay. Nếu chính phủ Tây Ban Nha có thể kéo dài thời gian cho đến khi hồi phục tăng trưởng trở lại, thì một số những căng thẳng này sẽ tự nhiên biến mất. Những bất bình khu vực đã âm ỉ trong nhiều thế kỷ đang gia tăng cường độ khi những biện pháp khắc khổ đang gây ảnh hưởng trên khắp châu Âu. Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron phản đối một sự phân chia Vương quốc Anh, nhưng những người đòi ly khai đang gia tăng hợp tác làm việc với nhau và chia sẻ chiến thuật. Trong khi những người đòi ly khai ở Scotland vui mừng, thì những người Flamand đòi ly khai ở Bỉ cũng vui mừng. Nhà lãnh đạo của một đảng đòi ly khai đã được bầu chọn làm thị trưởng của thành phố Anvers, là thành phố hải cảng lớn thứ hai của châu Âu. Ông tuyên bố sẽ tìm kiếm quyền tự chủ rộng lớn hơn cho vùng Flamand, nói tiếng Hòa Lan. Các nhà lãnh đạo chính trị của châu Âu đang chống trả lại. Họ cảnh báo rằng sự độc lập cũng có nghĩa là rút ra khỏi Liên minh châu Âu. Đó là một nghịch lý kỳ lạ, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về cách mang các quốc gia lại gần với nhau hơn, thì nhiều cử tri ở quê nhà của họ đang đoàn kết trên các cuộc kêu gọi ly khai.